Bùi Thị Quí thân Nga chào quý vị và các bạn. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn quán cà phê Hồng Nga ở Chư Phong, Gia Lai. Năm nào cũng vậy, đi từ thiện cao nguyên, chúng tôi đều ghé đến quán để nhờ chỗ ăn cơm. Chúng tôi đi rất là tiết kiệm kinh phí nên nấu cơm ở nhà đem theo ăn. Chúng tôi chỉ uống cà phê để ủng hộ quán mà thôi. Chủ quán là người Công giáo các bạn, rất tử tế và ân cần, họ sống ấm áp tình người nên lúc chúng tôi về ngang qua dừng lại ăn cơm và đều mua cà phê ủng hộ. Cà phê ở đây rất thơm, rất ngon, cũng rất tuyệt vời các bạn. Lúc về thì ai cũng mua, ít thì nửa ký, nhiều thì vài ba ký làm quà cho người thân. Bùi Thị Quí xin dừng ở đây, thân chúc quý vị và các bạn có một ngày ấm áp, hạnh phúc và bình an nhé.